Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt tại xóm Khị, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình về tiếp tục thăm lại hoàn cảnh của cháu Kỳ, ông bà, cô chú ạ. Đầu tiên thì Ngân xin gửi lời cảm ơn thêm đến em Thủy Tô đang sống ở Hoa Kỳ đã gửi thêm cho Ngân số tiền là 3 triệu đồng để thêm vào cái kinh phí làm nhà cho cháu Kỳ. Chúc em thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ thì Ngân kính mời toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn là sẽ đi vào trong nhà của cháu Kỳ. Thời tiết mưa rất là lầy lội. Ngân cũng trích 100.000 từ cái số tiền còn lại là 600.000 của bố cháu Quý gửi để mà mua cho cháu Kỳ hai gói bánh với lại một lốc sữa, ông bà cô chú ạ. À, hình như là còn có thím của cháu ở nhà. Em ơi, Nhi ơi. Ừ, chào em nhé. Em định đi đâu ạ? Em định cấy. Đi cấy à? Nhà em cấy rồi ạ? Vâng. Đang chuẩn bị cấy. Cấy sắp xong chưa? Chưa. Hôm nay mới đi đầu tiên á? Vâng. Vậy là... Con chó này nó quen ăn này. Có nhà em cấy diện tích có nhiều không? Không, ít thôi. Cấy tầm khoảng là mấy hôm là xong? Nếu mà... 3-4 hôm. 3-4 hôm là xong à? Ừ. May quá còn gặp em ở đây một tí để thế thì anh cũng không có nói chuyện với em nhiều nữa. Thì cho em tranh thủ để em còn đi làm nhé. Anh chỉ muốn hỏi một chút thôi. Vì cái phần em cài cái này cho anh để anh dễ nói chuyện thì Kỳ vẫn ở trong nhà đúng không? Thế là cấy này thì chồng cũng không về để làm đất à? Không. Thế là một mình em làm hết? Vâng. Vừa đi cày bừa hay là có thuê nhờ người không? Nhờ chú nhà ngoài thì... À, nhờ chú là làm đất cho. Chứ một mình làm sao mà làm xuể đúng không? Vâng. Anh muốn hỏi một tí bởi vì là nó sẽ liên quan đến cái phần mà làm nhà cho cháu Kỳ. Là hôm trước mình bàn là mình sẽ làm ngay ở chỗ cái đoạn một cái cây chuối này đúng không? Cái bụi chuối này mình sẽ làm thẳng ra cái chỗ này đi. Đây có cái chuồng bò đây. Đây ông bà ở chú ạ. Tạm bỡ quá. Cái chuồng này là chuồng bò nhà em luôn đúng không? Vâng. Thế nhưng bây giờ mình chuyển đến chỗ khác có được không? Được ạ. Cái này chuồng này làm cũng tạm này đúng không? Vâng. Cái bò này là bò nhà mình luôn hay là nhà? Bò vay ngân hàng anh. Bò vay ngân hàng mua à? Vâng. Nhưng mà bò bây giờ thì rẻ lắm. Vâng. Về một cặp này anh 15 là... triệu mà không đến 10 triệu. 10 triệu rồi đấy. Nếu mà lớn là tầm 10 triệu. 10 triệu. Như này. Cái bởi vì là như nếu mà mình để cái chuồng bò này thì mấy hôm nữa mà mình làm nhà thì cái này nó ngay ở chỗ cái trước cửa nhà Kỳ luôn. Vâng. Đúng không? Nó sẽ có rất là có mùi. Vâng. Cho nên là cái phần này thì có thể là mình phải di chuyển cái chuồng bò nếu mà sâu ra cái này, nếu mà di chuyển chuồng bò thì nhà em muốn làm ra chỗ nào? Làm đây thôi. Làm đây á? Vâng. Làm đây nó trước cái nhà em chứ? Tới nhà xong rồi tiến lên. Hả? Cái nhà này này. Cái mai mốt là ví dụ như em bước vào đây, xong rồi cái cửa nhà em đây thì nó lại vào nhà chứ sau này mình làm ấy. Bây giờ mình làm ở đâu là phải làm cố định. Bảo hay là làm Kỳ xuống ở chỗ này này anh này. À, Kỳ xuống đây á? Vâng, chuồng bò thì cho luôn. Nhưng mà cái này là cái đất bên nhà em cơ mà. Đất nhà Kỳ đến đây đấy anh ạ. Ừ, đấy anh đang muốn là làm kiểu là trên... làm xong rồi bọn em lại cũng làm lúc nào có tiền thì bọn em lại làm gần vào để cho cùng ấy cùng thành một nhà ấy. Làm sát vào đây á? Vâng. Là bây giờ là cửa vào là vào thế có được không hay là thì nếu mà làm bên đây thì lại không phải cần lại làm chuồng bò lùi hẳn ra bên kia. Vâng. Đúng không? Vâng. Chứ làm ở sau này thì lại làm đây, ý của em là các em là muốn là làm ở đây. Vâng, làm ở đây để gần kiểu là ở cùng một ở gần với bọn em ấy. Cho rồi sau này các em có tiền nếu vâng, mà bọn em có tiền có làm nhà không thì nối vào luôn đúng không? Vâng. Thành một cái nhà luôn. Vâng. Ý để cho Kỳ phòng riêng ấy. Em có hỏi chồng em chưa? Có, em muốn hỏi giờ anh bảo là nếu mà các anh thì làm được như thế thì tốt. Không thì cứ
đằng nào bọn em cũng phải trông ấy, nên làm như thế. Bây giờ nói chung là đất của Kỳ, Kỳ thế thôi, nhưng mà thật ra thì cái này thì cũng bây giờ Kỳ các em cũng phải trông nom hết từ giờ đấy đúng không? Vâng. Không biết lúc nào đâu. Làm cái đấy cũng không ảnh hưởng gì đến giếng đâu nhỉ, nếu mà làm ra làm ra này à. Làm ra thẳng này đúng không? Còn cái cửa cổng này mình có thể thiết kế được. Mình cũng chẳng quan trọng lo cái chỗ phần cửa nữa đâu. Cái này nhà em cũng chỉ ở cái lối đi thôi chứ cũng chưa có cổng cái gì cả đúng không? Chứ để cái chuồng ở đây nó cũng hôi lắm. Anh nghĩ là thuận để trước cái chuồng, thường cái chuồng là chăn nuôi là mình để phía sau. Có thể là cái chuồng này làm sát ra bên bụi tre kìa, khỏi nó hôi hám kìa. Đó, còn làm nhà thì mình làm tiến như này cũng được. Đấy thì thế thì anh cứ nghiên cứu sau. Bây giờ là em có nói với chồng em là cái vấn đề mà đi khám cho Kỳ chưa? Có. Chồng em nói là nào? Bảo là lúc nào các anh đưa đi thì điện khoảng 2-3 hôm là anh về. 2-3 hôm là được đúng không? Vâng. Bây giờ em cấy tầm mấy hôm, 3-4 hôm à? 3-4 hôm. Bây giờ thế này nhá, thôi để cho em cấy xong đi. Bởi vì đất là không phải sát về ngoài cái bờ này. Nhiều khi bây giờ cấy mà em không cấy thì bà con cấy xong là không mang máy vào được để bừa để cấy đâu. Thì cho nên là nó sau này là không cấy được luôn. Nếu mà em mà không cấy á, bây giờ á. Cho nên là em cố gắng cấy là trong vòng 3-4 hôm đi. Em cấy xong thì em bảo anh nhá. Em gần cấy xong, ví dụ như có thể là 2 ngày này em cấy xong chẳng hạn, thì em bảo anh để anh bắt đầu là mình sẽ sắp xếp để đi đưa Kỳ đi luôn. Để tranh thủ cái lúc này là thời tiết nó cũng đang mưa gió này thì chưa làm được nhà, chưa khởi công được thì mình sẽ đưa Kỳ đi khám để xem như thế nào. Kể cả là sau này mà có phải ở lại dưới bệnh viện thì em với gia đình là ở thôi. Còn cái việc ví dụ làm nhà trên này thì ở trên này là có anh thì anh hỗ trợ rồi nhé. Đấy, tạm thời là như thế đi. Thế là em cũng tranh thủ đi cấy đi, không thì tí lại muộn không nhé. Ở đâu? Cũng trộm ở trong túi quần. Biết giấu. Đấy. Thím của cháu vừa nói là hôm trước là tìm mãi chìa khóa không thấy, hóa ra là trong túi quần của Kỳ. Cũng không nói gì nhỉ. Giấu hẳn ở trong túi quần. Thế sau mà biết được, sau ấy. Sau lên em hỏi là thấy Kỳ có cất chìa khóa thím để ở trong cái quả khóa không? Không. Thế là không. Bảo lấy ra đi, xong rồi thím mở ra đi mua thuốc. Lấy ra cho. Vậy là vẫn nhận thức được là phải giấu chìa khóa đi. Để mà lúc nào không ai chắc là tự mở ra để đi đấy. Cũng vậy là tỉnh táo phết đi chứ, đúng không? Có lúc thì tỉnh. Cái lúc đấy là lúc tỉnh đấy, anh nghĩ á. Thế à? Đang đứng chờ anh. Đang đứng chờ à? Với tay lên. Nhưng mà chìa khóa bây giờ ở đâu rồi? Em cầm. Em cầm cái gì? Thế là hôm nay anh sẽ không mở ra đâu, mở sẽ chạy đi. Thế anh cứ vào trong kia một tí thôi. Anh nghiên cứu. Em cứ đi cấy đi cho nó kịp mùa vụ đi nhá. Vậy bà con đang rộn ràng ở ngoài ruộng đồng của bà của chú ạ. Ở đây thì cấy theo phong trào, người ta cấy thì mình cũng phải cấy. Bởi vì là nếu mà mình không có cấy thì con ruộng ở bên trong lúc mà bừa làm đất thì không có làm được. Thành thử ra bắt buộc là cấy thì vẫn phải cùng cấy, thì cấy xong thì cùng xong. Đây con ruộng ở bên trong thì mình phải làm trước. Bởi vì nếu như thế không thì là không có đường mà để đi vào bên trong. Chú thím của cháu thì cũng muốn là làm ra cái phần đất ở chỗ này ông bà của chú ạ. Mặc dù là đất của nhà Kỳ thì nó chỉ đến ngay chỗ cái cây son này thôi, để có một cái hàng đi chỗ này thôi, nhưng mà lại muốn ở sát nhà để sau này có điều kiện thì làm nhà bên chú thím như thế này. Cái này thì về tương lai lâu dài thì chú thím cũng muốn là ở gần để mà dễ chăm sóc. Nhưng mà Ngân thì cũng được cái ý kiến của ông bà là cũng muốn là làm trên cái phần đất của nhà cháu Kỳ. Đây là bên ngay bên rời, có bên hôm trước thì Ngân cũng có đo rồi. Đấy, làm sẽ rời qua hẳn bên này cơ. Cái này thì Ngân cũng sẽ xem xét để xem là làm ở chỗ nào cho nó hợp tình hợp lý. Bởi vì nếu mà không làm đúng thì sau này nó cũng rất là khó xử. Bây giờ thì Ngân sẽ vào bên phòng của Kỳ một tí ạ. Mùi của ông bà của chú hôm nay thì cho phép Ngân là bởi vì là cái chìa khóa thì Ngân đã trả lại cho thím của cháu rồi. Cho nên là Ngân xin phép là đeo khẩu trang, bởi vì là vào thực sự là không chịu được.
mùi hôi quá Kỳ ơi. Từ từ xin chú Hân đã. Từ từ nhá. Kỳ chào trước tiên là Kỳ phải chào ông bà này đã. Chào ông bà. Chào các cô chú. Hôi kinh khủng luôn. Đấy, có cái ăn cái là phi hục luôn. Hôm nay chú Ngân không mở chân được ra đâu nhá. Chú Ngân không có chìa khóa nữa đâu. Đấy, uống sữa. Đấy, hai gói bánh này có tan dần nhá. Nhưng mà đừng có vút đây, đừng có vút xuống đấy nhá. Dạ chú Ngân đi. Dạ đi, để gọn vào. Thấy cái bánh này ra xong rồi bỏ cái rác vào trong cái túi này cho chú. Bỏ cái rác vào đây. Bỏ cái túi của nó vào đây nhá. Đấy, để vào đây. Một cái hết bay hộp sữa rồi. Thôi cho Kỳ ngồi ăn ở đây thôi nhá. Chú Ngân ra ở ngoài một tí nhá. Nhá. Ở trong này cũng không giải quyết được gì ông bà con chú ạ, mà nó khôi lắm. Rất là đau bụng. Phải ăn để tí Chú Ngân mới lên nhá. Phần Ngân thì Ngân cũng muốn làm nhà khu này hơn, mà làm cái này thì trên này là đúng với đúng đất của Kỳ này. Làm cái này thì sau này nó sẽ dễ xử lý hơn, thì mình chỉ cần di chuyển cái chuồng bò bên dưới kia thôi ông bà của chú ạ, và chặt một cây nhãn này đi. Bởi vì hôm trước Ngân đo rồi, cái diện tích thì làm nhỏ nhỏ tầm khoảng 18m2, Ngân cũng tính rồi. Trong đó thì có 2,5m đến 3m là phần nhà vệ sinh. Còn tầm 15m5 cho đến 16m là sẽ làm phần diện tích của cái nhà ở, sẽ không làm nhà bếp. Bởi vì là trong phòng của Kỳ thì hiện tại là Kỳ cũng không có tự nấu nướng được, cho nên là Ngân cũng không làm nhà bếp, mà chỉ là làm cái phần nhà vệ sinh ở bên trong. Đối với Kỳ thì chắc là cũng phải làm nó tương đối rộng hơn một tí để cho cháu ấy thoải mái. Đây sẽ làm ở khu vực này. Ngân vừa thử cái giếng, bởi vì là hôm vừa rồi nghe chỗ thím của cháu bảo là nó bơm lên nước nó cứ bị đục, không có dùng được ông bà cô chú ạ. Và hiện tại từ nãy giờ Ngân bơm lên tầm khoảng độ 10 phút thì đây cũng mới chia sẻ với ông bà cô chú là hiện tại cái nước ở chỗ cái giếng, mà giếng này là có nhà hảo tâm ẩn danh ở bên Hoa Kỳ là có giúp, và Ngân khoan với số tiền là 20 triệu, cả những cái thiết bị để bơm nước lên này. Thời gian đầu á bơm lên thì cái nước nó rất là trong, nhưng không hiểu sao bây giờ là cái nước nó lại trở nên là đục như thế này. Và thím của cháu Kỳ cũng vừa chia sẻ là hiện tại là không có dùng để sinh hoạt ăn uống được, mà chỉ là tưới cái gì thôi, hay rửa trong cái phòng của Kỳ thì mới dùng được. Bởi vì là thực sự là Ngân cũng vừa kiểm tra bơm 10 phút rồi nhưng mà vẫn thấy nó đục như này. Mặc dù là cái nước chảy lên nó rất là mạnh này, rất là to này, nhưng mà rất là đục. Cái này thì tình trạng này thì Ngân có gặp ở trên cái nhà của anh An với cháu Giang. Cái phần nước nó cũng rất là đục như thế này, bơm mãi nó không hết cho nên là bây giờ thật sự là cũng Ngân cũng vừa điện thoại với anh em của bên thợ làm giếng này để họ phải xử lý cho mình cái phần mà nước nó bị như này. Không biết là do nó xuống sâu quá hay là kiểu gì, cái này thì mình Ngân không có rành về cái phần mà xử lý cái phần nước này, nhưng mà thấy cái này là đục quá không thể nào dùng được rồi. Cái này thì anh em bảo hành 1 năm cơ, cho nên là bắt buộc là phải xử lý cho gia đình cái này, và Ngân cũng sẽ có trách nhiệm. Bởi vì là cái này là tiền của nhà hảo tâm đã hỗ trợ rồi, cho nên là mình phải cũng, thậm chí là nếu mà không xử lý cái này là phải khoan cho khác, nhưng vẫn phải bắt buộc cũng phải làm thôi.
vì là cái khoản này đã gia đình của Kỳ đã đặt ngặt nghèo, đã khó khăn rồi. Đấy, được nhà hảo tâm hỗ trợ về cái giếng này mà nó không ít tiền, cái này là khoan đến 20 triệu luôn. Đây là một cái số tiền là cực lớn để mà có được cái giếng như thế này. Và nó bị đục như này là không thể nào mà dùng để ăn uống thì được. Ngân sẽ thử bơm thêm một lúc nữa xem nó như thế nào. Nhiều khi mình ít sử dụng quá, mình không có bơm nhiều á, thì nó cũng không có trong cho. Nên là phải có một thời gian bơm cho nó chạy, bơm suốt như này để nó hết cái những cái nước đục đi thì nó phải ra nước trong được. Đấy, nước đây là quá mạnh. Đấy, nước này là mạnh quá luôn đấy. Ầm ầm luôn. Bơm thử như này xem ngày mai thì anh em thợ sẽ quay lên. Thôi cứ để cho nó chạy thử một tí như thế nào ông bà cô chú ạ. Ngân lệ lên bên chỗ Kỳ một chút. Lúc đầu với cái số tiền có ông bà giúp thì Ngân định chỉ tái sửa lại cái ngôi nhà này thôi. Bởi vì là thực sự ra cái ngôi nhà này thì ông bà cô chú thấy là cái phần cột này với phần cái xà ngang này cũng rất là kiên cố, rất là chắc chắn. Nhưng nếu mà sửa thì nó rất là tốn kém, bởi vì là cái phần riêng cái phần vách này là mình có thể là xây được này. Xây cũng mua gạch ba banh thì có thể xây lên được. Phần những cái phần mái, phần xà bên trên thì mình thay bằng khung sắt và lợp bằng cái tấm tôn chống nóng này cũng được. Nhưng cái phần sàn nhà này thì rất là tốn kém đâu ông bà cô chú ạ. Phần sàn thì nó sẽ là phần cái mái của cái phòng bên dưới. Ăn xong chưa? Sao bảo chú kia Ngân cái gì? Lấy cơm ăn. Lấy cơm ăn á? Đây sứa về bánh này vừa ăn đây là còn lấy cơm. Ừ? Thế trưa nay ăn cơm chưa? Trưa nay đã ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm. Nói dối chú Ngân, thím cho ăn chưa? Chưa. Thật không? Thím chưa cho ăn cơm á? Nói dối đúng không? Đúng không? Biết cái gì đâu? Chú mừng tuổi cháu. Chú mừng tuổi cháu á? Dạ. Vừa hỏi chú Ngân mừng tuổi cháu. Chú ăn cơm. Chú ăn cơm. Dạ. Sao lại đòi chú Ngân mừng tuổi? Hả? Sao lại mừng tuổi nhỉ? Hả? Còn Tết không? Hết Tết rồi mà đòi mừng tuổi. Lên cơm, chú không biết cơm ở đâu đâu. Bây giờ là chú Ngân là trả chìa khóa của thím rồi. Chú có làm gì dám lên nhà. Thế bây giờ mừng tuổi nhá. Mừng tuổi nhá. Hồi hôi một tí đấy, nhưng mà đeo khẩu trang mà thì nó lại phả cái hơi và nó lại mở hết kính trong ngoài của chú ạ. Đành ra phải chấp nhận thôi. Đấy mà ăn lại cứ vứt tùm lum như thế này. Đấy, chú Ngân bảo đừng mà vứt mà. Đây, ăn vứt hết trong nơi này rồi. Rét hay sao đấy? Ngồi lùi lên đây xem nào. Rét à? Ngồi lên đây, ngồi sát lên đây. Ngồi sát lên đây cơ mà. Không, chú Ngân không có khóa đâu. Lùi ở đây, Quỳ ngồi ở đây. Rồi, rét thì lấy chăn đắp lên. Lấy chăn đắp lên. Đấy. Bảo là không được vứt tung lung mà cũng vứt tung lung ra rồi. Bánh kẹo đây này tí. Thím về lại thím này không dọn được. Cho hết bánh kẹo vào đây. Nhặt hết bánh kẹo vào. Nhặt lên. Cho hết vào trong túi này. Sữa. Này uống hai hộp cám vào nhá. Này đúng là để cho Kỳ tự do này là không ổn đồng bào chú ạ. Vì vứt tùm lum. Này con đây này. Cho hết vào đây. Cũng biết. Thế hôm rồi giấu chìa khóa của thím à? Sao không? Sao đâu? Thế thím nói là Kỳ giấu chìa khóa mà. Đúng không? Giấu ở đâu? Hả? Trả chưa? Thế trả chìa khóa chưa? Hả? Trả chưa? Lấy chăn trùm lên khỏi lạnh. Cũng biết đòi tiền lì xì. Bây giờ chú Ngân lì xì nhá. Cho Kỳ 1-2 đồng thôi ông bà ông chú ạ. Thế nhưng mà lấy tiền để làm gì?
Lì xì là phải xin đàng hoàng nhá. Đây. Rồi xin như nào? Xin như nào? Không chưa. Lì xì là thường lì xì là người ta hay nói như nào nhỉ? Đó, từ từ xin thì phải đàng hoàng đó. Cháu xin ạ, rồi. Rồi cháu cảm ơn chú Ngân ạ. Đấy, tua. Này là tờ bao nhiêu? Tờ bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? 200. Hả? 20. Nói to lên. sao lại run thế? Hả? Sao lại run thế? Lạnh à? Sao đấy? Rồi, này lì xì này. Bao nhiêu tiền? Hả? Cái này tờ bao nhiêu đấy? Tờ bao nhiêu? Đúng rồi. Đọc cho chú Ngân số này là quay ngược lại. Quay ngược bên này này. Quay ngược tờ tiền này này. Ngoan thì còn lì xì thêm một tờ nữa. Còn không thì đấy đó. Lấy ra đọc cho chú Ngân xem cái số này số mấy. Để lì xì thêm cho. Đây. Số này số gì? Số này số gì? Số đầu tiên này này. Số gì? Số gì? Số 2. Đúng. Tiếp theo số 2 là số gì? Tiếp theo số 2 là số gì? Nhanh lên để chú Ngân còn lì xì thêm trong tờ nữa. Số mấy? Số 2 cho đến số mấy? Số hả? Số 2, số 1. Đúng rồi, số 1. Xong rồi số tròn tròn này là số gì? Số này này. Số 2 cái móc vào nhau này là số gì? Nói đúng là chú Ngân lì xì thêm một tờ nữa. Số 2, số 3. Số 1. Số 0. Đúng rồi. Không, chú Ngân chỉ từng tờ. Vui nhỉ. Đấy, nhiều khi chị chỉ cần những cái câu chuyện như thế này để nói chuyện thôi ông bà cô chú ạ. Để cũng quên đi những cái mà trầm cảm của mình cũng đỡ đi. Đó. Nhưng mà nói đúng phết đấy ông bà chú ạ. Nói chuẩn đấy nhá. Đúng không? Thế số mong này số mấy? Số mấy? Nào, mong để lì xì tiếp nào. Nói chuẩn là chúng ta lì xì. Số này số mấy? Số 0. Rồi tiếp số mấy? Số có cái móc trên này mà. Số 0. Số này cơ mà, số này cơ mà. Số này cơ mà. Đấy, chứ nhiều lúc cũng cần có cái người nói chuyện như này ông bà. Nhớ không, biết chưa? Biết số gì chưa? Ấy xuống đừng đổ cho nó chứ. Hội chó nó ăn hết đi bây giờ. Cũng biết số đâu ông bà, số 0, số 1, số 2 là biết hết. Con chó nó ăn hết đi bây giờ. Số to này số mấy? Số này là số mấy? 20 đúng rồi. Thế bây giờ đi Hà Nội khám nhá. Đi không? Đi ra xe ô tô để đi Hà Nội khám nhá. Đi không? Đi. Đi ngay bây giờ nhá. Đi Hà Nội nhá. Ngày trước Kỳ làm ở đâu nhỉ? Làm ở Hà Nội làm một quán gì nhỉ? Làm cái gì lúc đấy, làm cái gì? Để tí nữa mấy hôm nữa đi khám rồi qua chơi luôn. Còn nhớ chỗ không? Ừ? Kỳ có nhớ mẹ của Kỳ ở dưới Hà Nội không? Ngân nhắc đến mẹ một cái là Kỳ cũng có một cái thái độ là khác đấy. Đấy. Nhìn khuôn mặt bắt đầu trầm tư dần đấy ông bà của chú đây. Kỳ có nhớ nhà của mẹ ở dưới Hà Nội không? Khác luôn ông bà của chú ạ. Một cái ánh mắt rất là khác. Kỳ có nhớ nhà của mẹ không để chú Ngân đi khám cho mình qua chơi nhỉ? Xuống lấy tiền lì xì nhỉ? Mẹ có lì xì không? Hả? Thôi cất tiền đi. Cất tiền đi không thì con chó nó lấy mất đấy. Hả? Cất đi nhá. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống đàng hoàng. Xuống lấy cơm ăn. Chú Ngân có biết chỗ nào mà lấy cơm đâu. Ngồi xuống để chú nói chuyện một tí nữa mới lấy cho. Ngồi xuống đàng hoàng. Thế con có nhớ nhà mẹ ở dưới Hà Nội không?
Kỳ có nhớ không? Không á? Thế mai mốt đi tìm không? Chúng ta đưa đi tìm nhá. Có muốn đi tìm mẹ nó không? Hả? Có không? Có là phải nói to lên. Có không? Có. Ừ. Thôi đừng nhặt cái đấy nữa, bẩn. Cái này tí thím về thím dọn đấy nhá. Chúng Ngân không dọn được đâu nhá. Và có lẽ là Ngân cũng sẽ kết thúc video ở về Kỳ trong này ở đây thôi ông bà của chú ạ. Sẽ cũng không giải quyết được cái gì nhiều. Ngân cũng sẽ sắp xếp sớm nhất có thể để đưa Kỳ đi Hà Nội khám. Lần này sẽ đi bệnh viện tâm thần trung ương luôn. Mấy hôm nữa đi khám nhá. Đi Hà Nội nhá. Ờ. Đi xe ô tô nhá. Ừ, đây bây giờ là chào các ông bà đi nào. Chào các cô chú. Con cảm ơn ông bà. Cảm ơn cô chú. Ờ. Chúc ông bà, cô chú sức khỏe. Ờ. Đấy, nói lầm thầm thì chào chúng con nào, bắt tay cái nào để đi về nào. Ở đây ăn bánh đi nhá. Để gọn gàng sạch sẽ vào nhá. Cái này thì chắc là chỉ để cho cháu một lại một vài cái thôi. Bởi vì ăn cái này thì lãng phí hết. Cháu xa nó không được. Đấy, từng này thôi. 5-6 cái này thôi. Còn cái này chúng con cất cháu xa ra. Chỉ thím về thím dọn chứ chúng con không dọn được cái này rồi. Đó. Sữa thì một lốc nó uống hết luôn rồi. Bánh này treo ở đây đi. Này mấy hôm nay thời tiết nó quá là lạnh, nhiệt độ giảm sâu, buốt luôn. Cho nên là nhà thì không có cửa sổ này, ban đêm thì chắc có lẽ là cũng rất là lạnh đấy ông bà của chú ạ. Cái này thì không che được cái gì cả. Này nằm ngủ ở đây thì rất là lạnh. Ở đây nhá, tạm biệt, chào đi. Ừ, nhá, mấy hôm nay chúng ăn vào rồi đưa đi khám nhá. Ờ, vâng, đàng hoàng hẳn hoi luôn. Nó thì kiểm tra lại cái giếng thì nó lên từ nãy giờ có thay đổi gì không. À, vậy là bơm từ nãy tầm trong vòng khoảng độ 30 phút thì Ngân thấy là cái nước này nó cũng trong hơn. Đấy, dịch cái đói nước trong hơn đấy chứ. Không khác gì cái nước ở trên nhà anh An với cháu Giang. Nhưng mà hiện tại là Ngân thấy là cái nước này là nó trong hơn. Đúng là nó trong hơn đấy ông bà của chú ạ. Đấy, hồi nãy là cái nước đục ngầu giống như là nước mà đi cày đi bừa ở ngoài ruộng. Nhưng mà bây giờ hiện tại là Ngân thấy như thế này là nước này nó vẫn có thể xử lý được. Có thể là do thím của cháu là ít sử dụng quá. Đây, bởi vì là thường là người ta phải bơm khoảng độ 2-3 ngày thì nó mới hết cái phần nước đục được. Cái nước bây giờ đang trong dần đấy. Bơm từ nãy giờ khoảng độ 30 phút thì thấy trong hẳn ra. Có thể tắm được bình thường. Nó không khác gì trên nhà anh An thì mình để lắng trong cái xô này là vẫn trong được. Nhưng mà về cơ bản lâu dài thì cái này thì vẫn sẽ phải xử lý. Một là sẽ nhờ bảo các anh em thợ khoan giếng tổ chức là xử lý ở cái này. Hai nữa là sẽ có cái hệ thống máy gì đấy để mình xử lý. Còn cái này thì Ngân cũng phải nói với thím của cháu là chịu khó bơm thêm 2-3 ngày cứ để nó chạy như này thì có lẽ nó sẽ trong dần ra thôi. Ít sử dụng quá. Lên thì lúc nào cũng không thấy có ở nhà thì làm sao mà dùng nước được. Một ngày cứ bơm một tí là không thể nào ổn được. Ngày mai kiểm tra lại xem có trong không. Nhưng mà trước mắt là Ngân thấy này là cũng đã trong hơn cái trước mà lúc Ngân cắm cái máy bơm rất là nhiều rồi. Video ngày hôm nay thì Ngân cũng sẽ khép lại tại đây đó ông bà của chú ạ. Trước khi kết thúc cái video này, Ngân cũng chia sẻ một cái câu chuyện mà cũng khiến cho mình phải suy nghĩ từ lúc mà vào trong nhà của cháu Kỳ. Thì Ngân cũng chia sẻ tóm tắt thôi và sẽ hẹn lại ông bà của chú ở cái phần video tiếp theo. Là Ngân có nhận được cái cuộc điện thoại của gia đình của cháu My, mà ngày trước thì cũng được các nhà hảo tâm giúp đỡ thì cũng đã xây cho cháu My một căn nhà tình thương nho nhỏ. Ngân có nhận được cái thông tin của gia đình là có hỏi là chú Ngân ơi, cháu My thì hiện tại đang bị bệnh rất là nặng, thì gia đình có xin ý kiến của Ngân là không biết là có bán được cái chiếc xe mà ngày trước là có chị Nina Xuân ở bên Hoa Kỳ
có bảo Ngân là tặng cho cháu My một chiếc xe máy dành cho học sinh để đi học. Nhưng mà nhà thì đang họ hàng thì xin để bán cái chiếc xe này để lấy kinh phí để đi khám cho cháu My. Thì không biết là câu chuyện nó như thế nào. Trên cái chặng đường mà đi vào những nhà cháu Kỳ ấy, thì cái nhà cháu My thì cách đây cũng rất là gần, cách đây khoảng độ 200-300 mét thôi. Chính vì thế thì Ngân cũng sẽ ghé lại để thực hư cái câu chuyện như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn. Kính chúc toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin khép video và kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn.